mỡ, mỡ trong máu, mỡ trong máu nha bà con. Mỡ trong máu là nó rất tốt. À, nó ăn những thứ này vào nó rất tốt cho mỡ trong máu. Chúng ta nên ăn yến mạch, đậu gà, xà lách, hạnh nhân, quả bơ là nó làm tốt cho máu, nó làm tốt cho mỡ trong máu thì nên ăn. Muốn làm tốt cho mỡ trong máu thì nên ăn yến mạch, đậu gà, xà lách, đậu hạnh nhân, quả bơ là nó sẽ làm tốt cho mỡ trong máu của mình, nó làm giảm đi chứng bệnh của mình, mau lành, mau bớt, mau khỏi, tốt nha bà con. Có 3 dấu hiệu mà để chúng ta biết có mỡ trong máu gọi là máu bẩn đó bà con. Người hay mệt mỏi, tê bì chân tay, dễ bị tai biến, nó gây ra đột quỵ, đau đầu, đau nửa đầu, đau tim, nhói ở tim, tức ngực, hụt hơi, mắt lúc mờ, lúc sáng, miệng thì méo, suy giảm trí nhớ, lúc quên. Đó bà con ha. Như vậy ta thấy như vậy là ta đi gấp vào bệnh viện. Đó, cho nên mỡ trong máu thì bà con chúng ta nên ăn để cho nó tốt, giảm đi mỡ trong máu. Đó là nên ăn yến mạch, đậu gà, xà lách, hạnh nhân, quả bơ. Mà có những dấu hiệu chúng ta biết có mỡ trong máu gọi là máu bẩn đó nha bà con. Người hay mệt mỏi, tê bì chân tay, dễ bị tai biến, gây đột quỵ, đau đầu, đau nửa đầu, đau tim, nhói ở tim, tức ngực, hụt hơi, mắt này lúc mờ, lúc sáng, lúc mờ, lúc sáng, mắt, miệng thì méo, suy giảm trí nhớ, lúc quên. Gặp những trường hợp này đi ngay vào bệnh viện để cho nó tốt cho sức khỏe của mình, nhờ bác sĩ thăm khám và chữa cho mình được tốt. Cảm ơn bà con, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào.